tình yêu mà nhiều khi chưa có đủ lớn để vượt qua cho cái người đó vượt qua được. Bây giờ em đẹp rồi nên em bù lại, không lấy chồng đừng về quê mà xấu hổ quá. Không, hy vọng rằng họ sẽ tiến thật xa trên con đường hạnh phúc. Trời ơi, là mai là mốt cũng khổ tâm lắm chứ, phải lựa chọn kỹ mình mới nói vô cho người ta được chứ. Hey, thôi nhưng mà dù sao thì họ cũng đã bấm nút hẹn hò với nhau. Chúc họ sẽ có những cái giây phút thật là hạnh phúc với nhau. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến đến với cặp đôi thứ hai xem họ như thế nào. Hả mà. Và bây giờ mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai. Rồi, chào bạn, bạn giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào chị Cát Tường. Nụ cười chị thật dễ thương muôn phần. Chào anh Linh, rất dễ gần ạ. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Chào anh ở gặp người thân trong nhà. Chào khán giả gần xa. Em xin giới thiệu em là Huyền Trân ạ. Huyền Trân là tên ở nhà, còn Nguyễn Thị Hiền thì mới thật là tên em. Wow. Giới thiệu là có vần có thơ đàng hoàng đấy nghe. Ủa, nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 29 tuổi, em làm nhân viên văn phòng. Rồi, mời bạn trai. Chào em, chào anh Nguyễn Linh, em chào chị Cát Tường. Chào rồi, chào mọi bạn. Người, chào em bên kia. Em tên là Lê Thái Sơn, quê thì ở miền Bắc, nhưng mà gia đình vô Đồng Nai sống cũng lâu rồi. Và hiện tại thì đang làm việc ở Thủ Đức. Bạn nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 36 tuổi. Cô bên kia 29. Anh làm công việc gì? Làm tài xế xe. Xe Honda hay xe hơi em? Dạ xe Honda chị. Mình sửa xe bao nhiêu lâu rồi? Dạ, cũng 10 năm, 11 năm gì rồi chị. Làm cho người ta hay là mình có chỗ sửa riêng? Dạ mình em mở tiệm lâu rồi chị ạ. Có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình rồi chị. Dạ. Lý do tại sao chia tay? Dạ tại vì chia tay không phải là tụi em tự chia tay mà gia đình bạn gái không có thích. Vì em không được may mắn như những người khác, em bị tật một chân. Tức là ngày xưa mình bị... Em bị sốt bại liệt. Bị sốt bại liệt đúng dạ, không anh? Dạ. Từ hồi nhỏ luôn hả? Dạ, hồi năm em hơn 1 tuổi. Mấy người kia chia tay là bởi vì cái khiếm khuyết trong cơ thể của anh hay đúng. Là chia tay vì việc gì? Dạ, chia tay vì cái... em bị tật. Nhưng mà họ đến với anh thì họ cũng đã nhận thấy từ lúc không đầu phải, rồi. Tức là gia đình người ta không có đồng ý. Chứ còn cái người đó thì vẫn rất là thương. Người ta vẫn yêu anh. Dạ. Sao mình không vượt qua thử thách đó? Dạ nhiều khi mình yêu mà nhiều khi chưa có đủ lớn để vượt cái cho cái người đó vượt qua được á. Em có đặt nặng về ngoại hình người ta như thế nào không? Dạ không, ngoại hình không quan trọng. Bây giờ em đẹp rồi nên em bù lại. Rất là dễ thương. Mình nói chút xíu về bản thân mình đi, điểm mạnh và điểm yếu của mình. Hình như không có điểm mạnh nào. Em được cái là thích làm thơ. Còn điểm yếu thì vụng về hậu đậu ạ. Với lại hay vô duyên. Vô duyên là vô duyên sao? Thấy dễ thương nãy giờ mà dạ, vô duyên. Dạ cứ thấy cái gì phô bày ra trước mắt không nên nói cũng nói chị. Vậy thẳng thắn chứ đâu gì vô dạ, duyên. Giống như ngồi canh đồng nghiệp mới mà thấy người ta hơi nách em không chịu em bị nách. Anh Nguyễn Linh anh thích những người nào thẳng thắn? Không có việc có những việc thẳng thắn nhưng mà có những cái việc nó thuộc về gọi tinh thần á thì cũng nên giấu cho người ta chút xíu, giống như chuyện hồi nãy vậy đó, cũng nên tìm cách nào nói chứ không nên nói thẳng thắn như vậy. Dạ tại em vô duyên từ bé. Thì mình biết như vậy thì mình phải khắc phục chứ. Ví dụ như em ngồi kế bên có cái anh đó anh ở dơ đi. Dạ. Thì có thể là em tỏ thái độ hay là em tìm cách nào nói cho tự nhiên đó. Ông này ông dơ quá, thấy ghê quá, thấy gớm quá. Dạ, hôi thì phải nói hôi chứ anh. Trời ơi. Là 29 năm rồi anh ơi, giờ khó đào tạo lắm, gì phải từ từ. Nhưng mà giờ chị nói nè, thực chất giờ muốn lấy chồng chưa? Dạ muốn rồi chị, mẹ cứ dục hoài. Mẹ dục hoài, mẹ nói làm sao? Không lấy chồng đừng về quê nữa, xấu hổ quá. Còn bây giờ muốn khi nào lấy chồng? Được thì năm nay luôn. Bây giờ hỏi kỹ một lần nữa nè, em yêu cầu em muốn người bạn trai của em là người như thế nào? Có chí làm ăn chị rồi cũng nghiêm túc trong việc xây dựng gia đình. Tại em bây giờ già rồi. Anh thấy sao anh? Không, em thấy bạn gái bên đó cũng được, có cái gì hậu đậu hay gì đó, hay thẳng tính vậy. Cái đó cũng là một cái tốt, nhưng mà có cái mình nhiều khi mình phải xử lý cái tình huống cho nó khéo một tí thì đúng cũng rồi, sao. Khéo xíu thôi. Khéo. Mình nói không có sai, nhưng mà mình nói tại sai cái thời gian thôi. Đúng sai. Rồi, chính xác như vậy. Cái công việc anh thì ổn định rồi. Dạ. Còn quê mình ở đâu? Quê gốc của em thì ở ngoài Thanh Hóa, ở ngoài miền Bắc á. Còn em cũng gia đình Hóa. Em thì sống ở Đồng Nai.
hai người này cùng quê rồi, cô bên đây cũng Thanh Hóa. Nhưng mà hỏi anh tí là bây giờ lấy vợ thì mình vẫn là sống ở Thủ Đức hả anh? Dạ em sống ở Thủ Đức mà chị. Cho nên đem vợ về tiệm sửa xe luôn hả? Có chỗ không? Không, tạm thời thì ở tiệm sửa xe luôn, nó cũng rộng mà chị. Em... Người sửa xe hôi lắm mày người. Dạ. Không có đâu em. Tại vì tiệm sửa xe mà thì... đương nhiên rồi, cái chuyện đó là bình thường thôi. Nhưng mà mình khéo léo chút xíu thì nó sẽ cũng ok thôi, chứ đâu có gì đâu em. Đâu có được. Anh muốn người phụ nữ như thế nào? Cái nhất là phải ngoan hiền, biết lễ phép với người lớn, dễ nghe, dễ nói là được. Dễ bảo hả? Dạ. Anh có gia trưởng không? Không. Hồi nãy chị nghe em có nói là em không có quan trọng bề ngoài, đúng không? Nhưng mà thường phụ nữ thì em có đặt chiều cao mẫu người lý tưởng hay là cao lớn mập ốm hay là như thế nào? Mẫu bạn trai em thì cao 1m65 trở lên được, không bị mùi cơ thể ạ. À, nãy giờ có nghe cái kỹ vụ mùi của vậy, sao cứ nhắc cái chuyện mùi em hoài. Em bị dị ứng mùi chị, em mà ngửi thấy mùi em chạy. Mùi thơm nữa kia còn sửa xe nữa. Sửa xe là cái mùi xe thôi, về tối người ta tắm rửa. Hôm nay mình đi có ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ, em có bạn thân rồi. Chào em. Em chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh ạ. Em là bạn của bạn Hiền từ hồi cao đẳng đến bây giờ. Tính tình của bạn Hiền thì trước giờ bạn bè luôn nhận xét á là bạn ấy rất là hiền lành và thật thà. Nhưng mà những cái lời nói của bạn ấy á rất là chân thành và thành thật lắm, nên hầu như lúc nào cũng đem đến niềm vui cho mọi người hết á. Theo em cảm nhận thì anh bên đây á cũng có vẻ như chững chạc và cũng có thể biết chia sẻ, có thể hướng đến tương lai được. Còn cái phần quyết định thì em để bạn Hiền suy nghĩ thôi. Mình hỏi ý kiến bên đây chút xíu xong rồi mình cho ai gặp mặt ha. Dễ thương nè. Đôi khi á có những cái lúc mà mình nói thẳng nói thật quá đó, mình làm tổn thương người khác, em có nghĩ điều đó không? Dạ có. Xong em xin lỗi. Nói xong xin lỗi. Em vô duyên chưa sửa được. Nhưng mà dễ thương ở chỗ đó em biết em vô duyên. Đúng rồi. Nhưng mà đôi khi ở một cái nơi đông người quá, cố gắng mà kiềm chế không được hả? Lâu lâu được, lâu lâu quên mất. Nhưng hỏi thật, anh có một chút khuyến khuyết về cơ thể? Dạ chắc có tài dị tướng anh. Có tài dị tướng không sao đúng không? Dạ, để em xem. Em xem nữa ha. Thôi để chị xem trước cho. Dạ chị ta. Trời ơi đẹp trai phong độ quá trời mà. Công việc ổn định? Đâu, anh nói bị gì đâu. Anh bị cái chân chút xíu thôi. Quan trọng là mình sống nhau thế nào thôi. Là công việc mình ổn định, đúng anh rồi. Này chủ yếu là công việc ổn định. Dạ. Tại vì lấy nhau về anh 36 là cũng lớn lắm rồi, cô này cũng 29 rồi. Và cũng cố gắng sớm sớm là mua cái nhà. Chứ cô này ở chung xe, cổ kỵ mùi hôi. Mà cổ gì buồn buồn, cô ra trước tiệm, cô nói trời ơi hôi quá, hôi đồ là chết luôn á. Cổ tự nhiên á. Không có tiệm sửa xe của em, không có hôi đâu chị. Sống hôi, dạ, cô nhớt hôi dầu mỡ rồi. Không có dọn dẹp sạch sẽ lắm. Mà cũng được, rồi hay để tôi ráng. Nào chúng ta kéo màn lên. Rồi, 2 phút. Anh có bông hoa tặng em. Bây giờ em có tưởng tượng gì về anh không? Dạ, tưởng tượng anh... quần áo hơi dơ, dầu nhớt. À, cái đó là cái lúc làm việc thôi em. Rồi ví dụ như mà đi chơi hay là đi tới những buổi như thế này thì cũng không đến nỗi đâu. Em đi đám hay đi tiệc với anh, em đi một người bên anh em có ngại không? Dạ em không ngại. Rồi. Em đẹp rồi em bù cho anh. À vậy hả, vậy được rồi. Qua đây thì anh cũng tặng em một bài hát. Tết này anh không thèm kéo mứt vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng. Tết này quên lại chị tưởng anh rung quá. Tết này anh không thèm đi chơi cine hay nhạc hội Đà Lạt hay Vũng Tàu vì đã có em bên đời mong hay. Dạ em hiểu rồi. Anh được rồi. Tại vì anh cũng rung quá, anh rung quá cho nên quên lại. Em đọc bài thơ tình yêu nào đi. Đọc bài thơ tặng ảnh đi. Em à, chị đọc giùm em. Cái gì vậy? Sao chị đọc giùm là sao? Tại em run quá chị. Em đọc đi. Thôi em đọc đi chứ chị đọc thì đâu có được. Em đọc đi. Dạ, bài thơ tình buồn. Tưởng đâu là tiếng ái tình bên người lay động tim mình chiều nay. Ngờ đâu chợt có một ngày, một câu người nói ta hay mất người. Ta về trả hết nụ cười, trả lời ân ái của người chiều nào. Bữa nay gặp gỡ đầu tiên rồi sao anh chọn bài thơ buồn quá vậy em? Dạ, đây là bài thơ thất tình đầu tiên. Thì anh nói câu cuối như thế này, anh với em thì cũng không ai cũng còn nhỏ nữa. Dạ. Thôi thì mình sẽ cho nhau một cơ hội đi, để dạ. Mình sẽ tìm hiểu nhau. Em bị dị ứng với mùi hả? Dạ. Bây giờ có cảm giác mùi gì chưa? Ai mà hồi nách là em biết ngay. Anh lên đừng có lại đến gần ta đó. Quay lại có cảm giác mùi gì không? Dạ không, anh thơm ạ. Anh thơm hả?
Cảm ơn em, may quá. Nào, chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. Suy nghĩ thật kỹ nha. Anh ấy vừa nói là Tết nay anh không thèm kẹo mứt vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng. Một. Tết nay anh không thèm đi chơi cine hay nhạc hội Đà Lạt hay Vũng Tàu. Hai. Vì đã có em đem lại nguồn đời, tô thêm vào tình người trang chứa vạn niềm yêu. Ba. Hết thời gian. Bắt tay lên. Nhìn thẳng vào mắt nhau coi. Tại em lạnh không? Cảm nhận được gì chưa? Hồi lát nữa. Hôn nhau miếng rồi có mùi gì không? Dạ, mùi gì? Để sau ạ. Hửi 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 miếng không được nữa. Hửi hửi thôi coi có mùi gì không? Gì vậy? Có mùi gì em? Dạ không, bị hôi nách. Bạn trai thấy sao? Dạ được chị. Tao rất là thẳng thắn. Không, thật tình đấy, nắm tay nắm luôn đi. Sao tự nhiên buông ra vậy? Đây, gửi tặng các bạn những chiếc vé xem phim. Cảm ơn anh. Chúc bạn sẽ có những buổi xem phim thật đây là lãng mạn nha. Nước xịt thơm miệng, thảo dược relax. Cảm ơn chị, cảm ơn. Nào, mời hai bạn. Cảm ơn.